ตังAnh sâu đang gò chuẩn bị đi kiếm ăn. Con sâu xanh to chưa, siêu to, siêu khổng lồ. Chúng ta đang quan sát hình thức di chuyển của con sâu xanh, con sâu xanh, một vòng đời chuyển hóa của loài bướm. Đây sâu xanh non này, nó đang tìm lá để ăn này. Ui, nó đang tìm lá non. Bắt gặp quả tang con sâu. Wow, siêu to, siêu khổng lồ.